Chào anh em. Ngày hôm nay thì mình rất là may mắn được trên tay hai chiếc Omega Moon S-Watch. Một chiếc là màu xanh, tông xanh navy rất là đẹp. Thế còn chiếc bên này là màu đen. Thì anh em thấy có thể thấy một mẫu này là mẫu kinh điển, truyền thống. Với cái dòng Moon Watch mặt đen và những cái ô sắp dial của nó rất là cân đối. Thế còn bên này là mẫu màu tông xanh navy. Cả hai con này thì nó chung một cái điểm là đều là thiết kế cái vỏ của nó siêu nhẹ, vỏ bio ceramic. Đó. Kính thì là kính khoáng anh em nhé. Vì thế là sau khi mà một cái quá trình sử dụng dù rất là nhỏ nhẹ thôi thì cái việc mà nó gọi là hơi lớt phớt trên cái mặt kính thì nó là điều bình thường. Cả hai con này của mình nhập được với tình trạng phải nói là sưu tầm và rất là đẹp. Dây zin nguyên bản. Đó, cả hai chiếc đều là dây nguyên bản này. Omega Speedmaster. Đó, phiên bản Mission on Earth Moon S-Watch. Đó. Như hôm trước thì mình đã hướng dẫn anh em về cái cách set up cái những cái kim ở bên trong nó bị nhảy sai rồi. Đó, anh em sẽ chỉ việc là rút cái núm này nó ra theo tùy từng nấc, ví dụ nấc đầu tiên này. Thế sau đó anh em ấn thử đi. Ấn thử góc 2 giờ đó, anh em sẽ thấy cái ô sắp đây rồi. Ở cái góc 2 giờ nó sẽ xoay. Anh em giữ một lúc để cho nó quay về cái gần đến cái mốc bên trên này. Thế sau đấy ấn nhẹ thôi. Đấy là để nó về đúng vị trí này. Thế còn ở cái bên dưới là sắp đeo gì? Đó, nó chính là cái ô kim dài. Giữ một lúc này xong nhả nó ra. Thế sau đấy anh em ấn từ từ. Đó, như thế là nó đã về kim rồi. Thế còn cái nấc rút ra một nấc nữa. Đó, thì anh em sẽ ấn thử xem thì nó sẽ là ở cái ô ở góc 10 giờ này. Đấy, giữ một lúc này rồi nhả ra. 1 2 3, 4 phát. Đó là nó đã về rồi. Trên đây là mình đang trên tay hai chiếc Omega bản đặc biệt kỷ niệm của hãng. Đây là dòng máy pin dễ chơi, bền bỉ. Đó. Cái dòng này nó liên kết với hãng S-Watch. Thế còn ở đây là mình sẽ có một cái clip cho anh em để anh em có thể đánh giá về cái phân biệt được cái con hàng fake. Đây, ví dụ anh em xem ở cái clip này thì bên cạnh này chính là cái chiếc máy ao. Anh em nhìn thấy cái kim của nó, kim nó chạy giật giật giật. Chết rồi. Đây, anh em nhìn thấy cái kim nó chạy, kim chrono nó chạy giật giật này. Thì đây là mình cũng sẽ cho cái kim chrono của mình chạy nhá. Anh em nhìn này, bấm một phát này. Đó, bên này đấy, bấm một phát này. À, đóng núm vào đã. Rồi, bấm này. Đó, anh em thấy chưa? Kim nó chạy giật giật. Kim dây nó chạy giật. Đó, thế còn với cái bọn mà hàng fake ấy. Đây. Với cái dòng fake thì anh em có thể để ý cái con bên trái này. Đấy, nó không phải là hàng chính hãng thì anh em nhìn thấy cái kim của nó là kim trôi. So với hàng chính hãng thì cái kim chrono của nó phải chạy giật giật như thế này nó mới là đúng này. Đó, anh em sẽ ấn dừng lại. Rồi, ok, setup nó về mo này. Đấy. Ấn này, dừng lại này. Setup về mo này. Đó. Ok, như vậy là anh em đã có thêm một cái kiến thức về cái dòng Omega Moon S-Watch này rồi. Anh em có nhu cầu tư vấn về đồng hồ chính hãng thì anh em có thể inbox cho mình Tomkin 24 giờ thì mình sẽ tư vấn và có thể là giúp anh em chọn một cái mẫu đồng hồ hợp lý để anh em chơi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của Tomkin nhé.